Dạ vâng, em xin kính chào toàn thể cô chú anh chị gần xa. Và ngày hôm nay để quay lại với cái kênh chia sẻ về bất động sản của Bình Phước, thì ngày hôm nay em giới thiệu đến cô chú anh chị, cô bác gần xa một cái miếng đất gọi là miếng đất vườn, cũng có thể gọi là đất view, mà gọi là khủng nha, cực kỳ khủng, ở tại xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Thì cái miếng đất của mình ở đây là hiện tại là có diện tích là gần 5 hecta của chú anh chị, 50.000 mét vuông đó, 50.000 mét vuông, và sở hữu hơn 100 mét mặt tiền đường. Mặt tiền đường này là đang chuẩn bị lên bê tông nha, đang thu tiền của dân luôn rồi đó. Thì trên đất của mình hiện hữu đầy đủ các yếu tố, nhà xây to kiên cố và tất cả các loại cây ăn trái. Nói chung là hầu như là theo em đã đi khảo sát thì tất cả ở trên vườn này hầu như là gần đầy đủ hết các loại cây ăn trái ở trên đây đó. Và đặc biệt là bác chủ nhà này là cực kỳ thích cây cảnh ha. Đây là ổi này của chú anh chị, ổi nhãn, ngay từ đầu mình bước vào sân nhà thôi thì mình đã đập vào mắt mình là đã đầy đủ những cái cây đó rồi đó. Thì bên đây là những cái cây cảnh bằng lăng đâu nè. Đây căn nhà xây kiên cố to đâu nha cô chú anh chị, nhà xây cực kỳ to luôn đó. Cây mai thì đây là đầu video thì em quay sơ lược, giới thiệu sơ sơ trên cái mặt trước của mình thôi, và em sẽ cùng anh chị, cô chú đi thẳng vào phía bên dưới vườn, cái nơi mà nó đầy đủ các yếu tố mà em đã giới thiệu từ đầu. Thì cái miếng đất của mình ở đây là miếng đất là sở hữu hơn 100 mét mặt tiền đường và hơn 500 mét mặt tiền sông nha cô chú anh chị, mặt tiền của sông Bé. Đó, thì cô chú anh chị ở xa thì không biết là có biết cái sông Bé hay không. Đó thì đây chuồng trại nuôi dê nè. Cái sông Bé này thì ngày xưa là tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước, là hai tỉnh này là một tỉnh cô chú anh chị, là ngày xưa là gọi là tỉnh sông Bé, mà cái tên gọi sông Bé là bắt nguồn là con sông ở dưới này. Thì em trên đường đi xuống thì một đoạn thôi thì cô chú anh chị sẽ nhìn thấy cái sông Bé ha. Thì đây là cũng là một cái gọi là mình gọi là dường như là cái của mà thiên nhiên ban tặng mà cho cái mảnh đất của tỉnh Bình Phước đó cô chú anh chị. Đó, hiện tại giờ là thuộc tỉnh Bình Phước. Đây sầu riêng nè, đầy đủ các cây ăn trái. Thì miếng đất của mình thì thực sự là quá trời nhiều loại cây ăn trái luôn. Đó, mít, đây là mít nha, rất là nhiều. Thì diện tích nó gần 5 hecta thì nói chung là em không thể hình dung, đi tới đâu thì em giới thiệu tới đó thôi. Đó, phía dưới của mình là ao, cái này là ao nuôi cá thôi chứ chưa có tới sông đâu. Đó, qua khỏi cái ao này là tới sông. Đó, thì ao này là đang nuôi cá, của gia đình, mình nuôi cá, còn sông là cá của thiên nhiên. Đó, tất cả các loại cá sông đều có đầy đủ hết luôn. Đây là bên kia ao kia mình là vườn tiêu. Đó, xuống đây là chuối. Nói chung là nhiều lắm cô chú anh chị. Nói chung để 5 hecta mà mình đi hết thì nói chung là đi không hết nổi. Nhưng mà em sẽ đi sơ lược những cái phần mà cốt lõi của cái mảnh đất này. Thì cái miếng đất này thì em cũng xin đi thẳng vào vấn đề luôn. Thì là miếng đất này là cô chú này là ở dưới miền Tây, lên đây thì lập nghiệp thì nói chung là cũng đã mấy mươi năm rồi. Thì từ khi mà lên đây thì miếng đất này là còn là một miếng đất gọi là hoang sơ, thì là tự tay của cô chú trồng lên từng cái cây và gầy dựng lên từng một cái view. Là cái view là ở đây á, là không phải là tạo nên cái sông hay là gì hết, là cái sông là nó có sẵn rồi. Nhưng cái view ở đây á là làm ao nè, rồi làm những cây ăn trái bao quanh nè, để vào khi mà nó liền cái miếng đất mình á là nó được cái cảnh nó đẹp như bây giờ cô chú anh chị đang xem đó. Thì mình chỉ bước xuống vài bước nữa thôi là đã tới sông nha cô chú anh chị, sông Bé. Đây là những cây, là cây bưởi nè, đây là bưởi. Thì mùa này thì cũng chung là cũng đang chuẩn bị vào mùa mưa đó cô chú anh chị. Những cái cây này mà khi mà đã rớt mưa xuống thì cực kỳ xanh tươi tốt. Cái sông này nè,
Cái sông này á, là cái ngay tới cái miếng đất của mình á, là cái mặt bên này thì nó đã bị nước nó rút xuống á cô chú anh chị, do là cái sông bé này á, là đang là có một cái dòng thủy điện của nhà máy thủy điện á, thì người ta chặn lại đập lại, thì người ta sửa xử lý sự cố bên trên á, thì sông bắt đầu cái người ta mới xả đập ra, thì cái nước sông này nó lại dâng lên nó cao. Nhưng mà cái mùa mưa dầm á, đỉnh quá luôn á, là mặt nước nó cao bằng cái mặt đất này đó, nó cao bằng cái mặt đất này luôn, cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị đó. Cái màu xanh xanh dưới này á, là lục bình nè cô chú anh chị. Thì sông thì nó hay có lục bình lắm, ở đâu nó cũng có. Ao này á là cái ao là để mà chăn nuôi trong gia đình đó, thì ở trên kia thì cũng có một cái ao nữa. Ở đây được mình được hai cái ao đó, được hai cái ao. Đây là đặt cái màu xanh xanh này là đang để cho cá nó vào đó, để mà lấy cá ăn đó. Nói chung là cực kỳ đẹp. Hết bao quanh cái bờ bao này của mình nè, là vòng qua bên kia. Cái mặt bên đây á, là sông nó ca, cô chú anh chị thấy là nó ít nước. Nhưng khi mình đi qua hết cái vườn tiêu này, đây em dẫn cô chú anh chị vào trong cái vườn tiêu này nha. Một cái vườn tiêu là đang xanh tươi tốt, đang thu hoạch bình thường luôn nha. Một cái vườn tiêu rồi, gọi là rất là rộng luôn đó. Của mình là đầy đủ các vườn nào cũng nhiều hết. Thì hết cái vườn tiêu này là mình qua tới một cái mặt tiền sông bên kia, là sông kia là dạng như nước là ngay cái giữa sông á, nước đó là rất là sâu, mình rất nhìn rất là đẹp đó. Thì mời cô chú anh chị các bạn cùng theo em đi qua bên cái mặt sông bên kia ha, đi sâu vào trong cái vườn tiêu. À, đi mình cứ đi tham quan hết cảnh quan đẹp nha cô chú anh chị. Thì cái chỗ này là cái, tại vì không có đủ người làm, cái diện tích thì rộng, nhưng mà cô chú anh chị này á, thì lại có người thì có chồng có vợ rồi đi xa, là làm cái hướng khác chứ không có làm nông nữa. Thì còn chỉ có cô chú già rồi, không có làm nổi cái vườn này nữa. Mà khi mà mướn công mướn cán thì quán xuyến thì rất là cực, cho nên là mới quyết định là kêu em là nhờ em lan tỏa cái nguồn này cho những ai có cái nhu cầu cần cái diện tích mà nó tương đối lớn như thế này. Thì cái 4-5 hecta thì nói chung là lớn không lớn mà nhỏ không nhỏ, nhưng mà được cái là nó là mặt tiền mình là nó cung ứng đầy đủ, hơn 100 mét mặt tiền đường bê tông chuẩn bị đổ, và hơn, đặc biệt là hơn 500 mét cái mặt sông, thì nó rất là tạo cho miếng đất mình là cực kỳ là hấp dẫn ở cái mặt view đó. Thì giá của cái miếng đất này á, thì cô chú chia sẻ thì chỉ bán là bằng cái giá của cái đất vườn mà đang có nguồn thu bình thường thôi đó, chứ không có tính là mà view mặt sông hay là mặt tiền nhiều hay là vấn đề gì hết. Thì cái đó là cái giá trị của đất của mình, thì nó đang có là đầy đủ các yếu tố như vậy, thì nói chung là nó sẽ nhỉnh giá hơn những miếng đất khác, nó không có đầy đủ như cái miếng này đó. Nhưng mà là nhỉnh hơn trong cái thời điểm giá đất đang hạ như bây giờ đó, chứ không phải là tính theo cái giá thời đất sốt. Thì cái giá miếng đất này là rất là cao đó. Ngày trước đất đang sốt là đã có nhiều đầu tư, người ta đã nhắm tới cái miếng này của cô chú ở đây để mà mua, để người ta làm cái gì cô chú anh chị, người ta sẽ làm là những cái khu mà để làm những cái nhà nghỉ dưỡng đó, phân nhỏ phân xào đó, cứ một xào gì đó. Thì ở đây ở Bình Phước mình đó, là được áp dụng những cái mô hình dự án rất là nhiều, nhưng cô chú không bán, tiếc đó. Tới thời điểm này thì mới gọi là bán. Đây là bên đây của mình là mặt sông lớn đó cô chú anh chị, ngay đây là ngay giữa luôn nè. Mình nhìn qua bên kia là có những cái ngôi nhà của người ta đó, cái ngôi nhà người ta đang ở để người ta làm cá đó, nghề người ta sinh sống là nghề cá. Thì cái vị trí đất của mình đây thì em cũng nhắc lại là thuộc là xã Lộc Phú nha cô chú anh chị, trước đó là xã Lộc Quang nhưng bây giờ là tách ra rồi. Thì một bên là Lộc Phú, một bên là Lộc Quang, thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.